Vâng, xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã trở lại video của em. Và trước khi vào video thì xin kính chúc ông bà, cô chú, anh chị, các bạn nhiều sức khỏe, mắt mình an. Đây là video cuối giờ chiều tại mộ cậu Năm Vũ Linh mọi người ơi. Hiện tại thì mấy anh em đang dọn bàn thờ, lau chùi, cũng như là cái video cuối giờ chiều của mấy anh em. Hiện tại thì châm dầu nha, bể hả? Đó, đang lau chùi bàn thờ. Cái đó nó quéo rồi. Ngày mai em sẽ tỉnh hoa lan, hoa lan còn đẹp. Còn mấy cái hoa lan thì bỏ, như hoa hồng bỏ nè. Hoa lan còn. Hoa lan còn rất là đẹp luôn. À, thì nãy có một cái sự cố nhỏ nhỏ ha. Bởi cái đằng cày thôi chứ không có sự cố gì lớn. Còn cái cây nhang của chị xong rồi. Ngoài kia nha, có khán giả vào quyến mộ của năm rồi mọi người. Cuối giờ chiều. Cái cây nhang trong Linh làm bữa là mà bớt 3 cây còn lại 3 cây, hôm nay đốt tới giờ này chưa hết hả? Chị gái thì tới rồi kìa. Con bún nó đi hút hút mật rồng hoài chi bên này con rồng mập rồng ốm à. Ừ, bữa nay có hết mật luôn, con này mày ốm. Chị gái này em chào chị. Chị gái nè, tại trên trán thì có cái đã vô khán rồi đó. Thôi đừng có quay. Dạ em quay chỗ khác rồi chị. Dạ. Ủa xe ai vậy xe chị ạ? Ừ. Đậu đó có sao không? Bảo vệ la. Chứ đậu ở đâu? Đậu ngoài cái đậu ở ngoài bên hông cái cây này là chị không có mất. Chị nãy chị chờ chị hái thị cho đi. Để thắp hương tổ năm với mọi người đi về cuối giờ chiều rồi. Hay là cậu Năm về chứ. Đi quay được mà cần.
đó là Lương Sơn Bá đó chị ơi. Lúc anh Đài đang ở ngoài kia. Hết rồi hả? Ê, mấy anh em đang dọn dẹp mọi người ha, đang quét dọn. Để uống vô, người ta dọn xong rồi không mới vô. La bốn cái chưa mà. Đó rồi hả? Đúng rồi. Đây rồi. Có hai chú chó giữ luôn. Mà đá hành anh. 100% đá hành anh. Cái gì đá hành anh luôn. Nhưng mà đá hành anh được cái mặt không? Mà là chưa nát là dẫn nát nữa luôn nha. Sáng lao chiều lao. Chiều hôm nay không có biến gì đâu, đâu có biến gì đâu ngày hôm nay đúng không? Mấy anh em, ngày hôm nay không có biến gì hết không? Bài, chiều nay có biến gì không? Ngày hôm nay không biến gì hả? Có hả? Trời ơi. Quá con bướm quá bự, nãy mới thấy con bướm bự. Nêu ông mới ngủ mới vô mà. Nêu lát vô hình cậu đi. Nêu ông đốt thuốc vô ông nhang cho cậu đi. Thuốc hả? Quá nặng rồi, không ai đi lấy. Để quét ông nha. Có em mơ thuốc đi. À thuốc là. Xin đi thuốc cho cậu coi. Rồi còn điếu luôn nè. Bây giờ thì mấy anh em dọn dẹp cũng như là thuốc cho cậu rồi mọi người ơi. Thuốc cậu nữa về nghỉ mai tiếp tục công việc. Wow. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Giờ về mọi người ơi.